Sự chú ý của ta là rơi vào phản mắt của Trang, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. It's cool, đứng hình mất 5 giây, nhìn anh bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đăng face. Ê, anh nắng tối chưa nhở? Nếu rồi thì mình là một ly. Em chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng anh khiến em cảm thấy mình cũng rất xì và này nọ. Ấy nên thôi men em bằng nụ cười thật xuyên. Cho em cam đoan em là người đầu tiên ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say anh là chính. Ơ em nói thật đấy, không đùa đâu, anh đừng nghĩ đó là thính. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chả một ai thêm quan tâm đến ly này ly khác. Ba xe chưa cha hay ta chỉ mới hơi choáng. Em mừng rượu để được giải bày những điều nói ra vốn khó. À thì mà là em đã ghét anh rồi đây, nói điều làm chó. Ê.